Ok nhá, xin chào thể mọi người trở lại kênh của mình nhá. Bây giờ quay trở lại game Hải Tặc 568 nhá. Hôm nay nói chung ở trong cái chuỗi sự kiện test, mình có đi test một chút cái tỷ lệ cho các bạn, tương tự một số game khác thôi. Mình sẽ test chút tỷ lệ cho các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng phép thử với 11.000 lực. Và ở đây, vấn đề ở đây là do lúc mình test cái này đánh nó hơi lâu một tí. Thì lúc đầu mình test thì lần đầu tiên mình test là xả luôn 5k lực. Còn những lần sau mình test là 1.000 lực. Nhưng nói chung là vấn đề về sau vẫn là chia trung bình cho thôi. Thế nên sẽ thử khoảng tầm 1.000 lực cho bạn cái bảng thông số, cho các bạn hình dung xem là ok thế tỷ lệ nó có cao hay không. Và tất nhiên tỷ lệ này chỉ mang tiếng tham khảo cho thời điểm đó mình test thực tế cái nick này đánh 11k lực nó như thế, thì mình cho các bạn xem như thế. Còn các con số này có thể nhiều hơn hay ít hơn tùy từng độ may mắn của từng nick nhé. Và đây bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì trước khi đến với bảng thông số, mình sẽ không bắt các bạn xem đánh auto click từng phát một làm gì mất thời gian, mà mình cho bạn luôn bảng thông số thôi. Nhưng đầu tiên trước đó lưu ý một số bạn trước khi farm lực cũng phải lưu ý một tí. Là bên này thì cơ bản vàng nó khá là giá trị, nó khá là cao. Nên thành ra mình nghĩ là chắc cũng chả có ai dùng vàng ấn chữ hoàn thành để xả lực cho nhanh đâu. Mà phần lớn các bạn sẽ treo auto click. Để treo auto click cho tiện thì bạn có thể sử dụng một số cái phần mềm mà auto click không chiếm chuột để có thể vừa làm việc khác vừa treo cũng được, cũng nhỉ. Thì nói chung cái phần mềm thì nói chung là bạn thích phần mềm nào dùng phần mềm đó. Còn như mình hay dùng cái phần mềm của mình thì mình cứ để chia sẻ trên trang blog của mình, trang webvision.com. Bạn có thể vào đó tìm để tải về, hoặc là dùng bất cứ phần mềm auto click nào đều được hết nhé, miễn sao auto click nó tự động ấn là được, không nhỉ. Thì bạn sử dụng một cái phần mềm auto click để ấn cho nó tiết kiệm, tại vì bên này vàng khá là đắt, nếu mà mỗi lần mà ấn hoàn thành bằng vàng mất khá nhiều vàng thì nghe chừng là hơi căng. Nên mình nghĩ chắc đa phần các bạn sẽ chấp nhận là treo lực. Mà khi treo lực thì mất khá nhiều thời gian nên sẽ test khá là lâu. Cái này mình test mất khá nhiều thời gian, tại vì giảm điều cứ phải đi treo từng tí một. Tiếp theo đó là vì treo auto click nên có thể đôi khi ta mệt mỏi, có thể ta để nhiều lực không? Mà nhiều lực thì dẫn đến việc gì? Là farm nhiều quá thì bạn để ý ở trong cái map nó thường có một số cái vật phẩm. Ví dụ mình chỉ bừa một con, ví dụ chỉ con này thì bên quặng là việc có quặng này, nó sẽ có những cái trái kinh nghiệm, có những cái báu vật 5 sao có thể thấp hơn, có được linh hồn biển cả không? Là một số cái, thậm chí một số map có thêm cả danh hiệu. Mà thường các bạn farm thì sẽ thường bạn nào mắc cấp sẽ farm cái map có danh hiệu nữa. Như vậy có rất nhiều vật phẩm linh tinh không? Thậm chí mà nếu bạn nào farm quặng vàng, quặng bạc, quặng đồng với linh tinh và quặng đồng với lại quặng vàng ấy thì nó thường có thêm cả đồ nữa. Vậy như vậy là cái số ô trống bị chứa nó rất là nhiều. Để ra trước khi farm bạn cố gắng làm sao để túi đồ rộng nhất có thể, đúng không nhỉ? Quán càng rộng càng tốt. Mà nói chung là nếu bạn nào chưa mắc túi đồ thì quán mắc thêm một tí. Còn nếu không mắc được ấy, thì một số cái đồ vớ vẩn ấy, nếu bạn tiếc thì bạn bán tạm ra ngoài shop, sau đó về sau bạn mua lại sau, đúng không nhỉ? Miễn sao căn giờ mua lại được. Còn nếu cái gì không quan trọng lắm thì bán luôn đi cho nó gọn, đúng không? Để giải phóng cho túi đồ sao nó rộng nhất có thể, để ta có thể triển khai cho hợp lý. Ví dụ đây mình bán rất nhiều cái đồ linh tinh đi của nick này đi, để lấy cái chỗ trống để mà có thể đi farm lực được. Tại vì cái số lượng lực rất nhiều, farm thì đôi khi sẽ đầy. Tiếp theo nữa, bạn có thể lưu ý là sau khi đầy hết túi đồ chính thì những cái món đồ rơi ra sẽ rơi vào túi tạm thời ấy. Thì mình không biết là về sau có fix lại gì không, nhưng mà về cơ bản như các đợt gần đây thì cơ bản thì nếu mà đầy đủ 5 trang của túi đồ tạm thời nhé, thì cái vật phẩm nó sẽ không được hiện tiếp, có thể sẽ bị mất. Nên là tốt nhất là các bạn cứ farm ấy, mình thấy là nếu mà túi đồ bạn đủ rộng ấy thì farm khoảng tầm 1-2.000 lực một lần là đẹp. Tại vì ra cái thời gian farm nó khá là lâu, cũng đủ thời gian cho bạn tỉnh toán check một tí. Farm khoảng tầm 1-2.000 lực là đẹp. Nói chung bạn phải tự căn nhé, bạn căn xem bao nhiêu nghìn lực ấy thì nó sẽ đầy cái túi đồ chính của bạn. Thì bạn đi giải phóng túi đồ thì bạn căn giờ ra hợp lý. Tránh trường hợp mà để nó đầy luôn sang cả túi tạm thời quá 5 ô sẽ bị mất đi những cái vị trí cần thiết thôi, rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến việc mất đồ rất là thiệt. Thành ra vì những cái đồ ví dụ như là những cái báu vật cùi bắp này, những báu vật này mỗi một báu vật nó sẽ chiếm mất một ô trong túi đồ, chứ nó không xếp chồng với nhau. Và thấy không, tất cả cái báu vật này đều cùng một loại nhưng không xếp chồng với nhau, là chiếm ô túi đồ. Nên các bạn khi treo phải qua để ý kiểm tra một tí để tránh hợp nó bị tràn túi đồ nhé. Hay những trái kinh nghiệm nó sẽ không xếp chồng với nhau. Còn giải phóng nó đi thì dễ thôi, những cái đồ vớ vẩn thì bạn bán vào trong shop, còn những cái đồ ví dụ trái kinh nghiệm bạn có thể dung hợp vào một trái quỷ nào đó cho nó gọn là được, đúng không nhỉ? Còn xả cái này đây, bây giờ bắt đầu cho bạn xem cái tỷ lệ đợt này nhé. Thì rồi phát đầu tiên mình test đây, lần đầu tiên mình test là 5.000 lực thì mình sẽ được cái số lượng như trên hình mình đã cho bạn xem đây. Và phát thứ sau, tất cả phát sau mình đều test 1.000 lực hết, đúng không nhỉ? Thì bạn thấy là phần lớn thì cái số nó sẽ không chênh quá nhiều ở những cái đầu, nhưng mà chỉ riêng cái chỗ cái chữ vượng thì có vẻ nó chênh hơi lớn, đúng không nhỉ? Cái chữ vượng thì nó chênh hơi nhiều, tỷ lệ chữ vượng cũng thấp nhất. Và bất cứ cái sự kiện nào đều vậy thôi. Cái vật phẩm thứ tư thường là cái vật phẩm hay ra tỷ lệ thấp nhất. Thế nên đấy bạn phải chấp nhận rủi ro như vậy. Nhưng mà sau khi mình chia trung bình cho 11 lần thử, mình chia trung bình thì xem khoảng tầm 1.000 lực thì được khoảng tầm bao nhiêu hộp ấy.
thì ở đây mình chia trung bình thì con số nó khá là tương đối. Tức là nếu mà dùng cái số điểm đổi thưởng một hộp ra thì nó xấp xỉ được khoảng tầm một hộp. Vậy như vậy là với nick này mình test 11 ca lực thì ra xấp xỉ được cứ trung bình là cứ 1.000 lực sẽ được một hộp. Thì đấy, hiện tại mình test với nick này ở thời điểm mình test là như thế nhé. Còn về sau ấy nó bị thay đổi gì không thì mình cũng không biết được, tại sự kiện ra cả tuần, có thể bạn đen bạn hên xui thế nào mình không biết. Nhưng hiện tại ở đây thời điểm này, hiện tại test thì theo số liệu của mình có ở đây ấy, thì làm tròn đi một tí thì cơ bản nó sẽ được khoảng tầm một hộp cho 1.000 lực. Vậy như vậy để từ đó bạn ước lượng xem là nếu bạn chơi sự kiện này mục tiêu bạn là 35 hộp hay là 70 hộp hay bao nhiêu hộp, thì bạn ước lượng xem đấy để bạn xem bánh mì bạn đủ chơi hay không. Và tất nhiên trong số trường hợp mà không may nó nhỏ bạn thiếu một tí thì bạn phải chấp nhận là dùng vàng mua thêm. Nếu giả sử bạn thiếu những cái vật phẩm ở cuối như chữ vượng chẳng hạn thì có thể bạn sẽ dùng vàng mua thêm nếu thiếu ít. Còn nếu mà dư các vật phẩm khác nhiều có thể dùng cái phép quy đổi, ví dụ đổi chữ an sang chữ thịnh hay đổi chữ an sang chữ vượng cũng được, không nhỉ? Nó có cho phép đổi số vật phẩm cho nhau thì bạn ta có thể đổi các chữ khác sang cho nhau cũng được nếu mà dư nhiều. Còn nếu mà dư ít thì bạn dùng vàng mua luôn cái vật phẩm cuối cho nhanh, tại vì thực ra nếu mà xả thêm lực farm có thể đôi khi nó bị lệch, nó kiểu xác suất ra mấy cái chữ cuối nó cũng thấp ấy, thành ra bạn cân đối sao hợp lý, đúng không? Thì đấy là mình đã cho bạn xem cái tỷ lệ để bạn hình dung qua một tí bằng cách là test thực tế. Và đây để cho bạn cụ thể hơn tí thì cái nick này, vì căn bản nick này ở đây đã mắc cấp rồi. Đối với các trường hợp mà nick chưa mắc cấp thì vẫn khuyên các bạn là treo trong cái map cao nhất. Nhưng mà tuy nhiên nếu bạn cảm giác như mà treo map cao nhất nó cái thanh sinh bệnh ở chỗ avatar nhân vật ấy, nó tụt xuống nhiều quá, cái thanh ở góc trên nó tụt xuống nhiều quá này, thì bạn có thể xem xét farm những cái map thấp hơn. Tại thường những map cao nhất một số bạn yếu đánh có thể mất máu nhiều ấy, nếu tụt máu rất nhiều thì đôi khi mất cái berry bơm máu là tốn quá tội, thậm chí đang auto mà hết máu sẽ không auto được, đúng không? Nếu bạn không để ý lúc hết máu không auto được thì bạn cho map thấp xuống, còn nếu bạn giữ đánh được vẫn ưu tiên những map trên cao để cho bạn lấy kinh nghiệm cho sớm mắc cấp. Còn ví dụ như nick này là nick đã mắc cấp rồi thì người ta sẽ không quan trọng vấn đề kinh nghiệm nữa, tại vì khi đó cái thanh kinh nghiệm ở dưới này nó sẽ không được tăng thêm nữa. Dù đây bình kinh nghiệm đầy và đấy ấn không hề được, không, vì nó đầy mất rồi, không, thì kinh nghiệm thêm nó chả giá trị gì cả. Thì người ta sẽ farm những cái map thấp hơn để đầu tiên là tiết kiệm cái lượng sinh mệnh người ta sẽ bị mất trong quá trình đánh map. Cái thứ hai là người ta sẽ tối ưu để lấy thêm một cái vật phẩm nữa là cái danh hiệu. Thì ở đây có một số cái map sẽ có danh hiệu, nó có rất nhiều map nhá, mình không thể liệt kê cho bạn tất cả các map được, nhưng mà nói chung cũng gợi ý cho bạn một số cái map. Ví dụ như là đây có map gì nhỉ, ở đây như có cái map để mình dò xuống một tí, mình nhiều map quá mình khóc nhớ. Nói chung có rất nhiều, ví dụ như là cái map map băng vận chuyển, mình nhớ không nhầm là con cuối nó có con này, như có quạng đây này, có cái danh hiệu thợ săn quân mới này. Tức là có những cái map thì bạn bên cạnh việc lấy những thứ linh tinh thì bạn có thể lấy thêm cái này để có gì bạn cống cây ác ma, đúng không? Thì tội gì không lấy. Thì nếu mà thường chỉ có cái quặng, thường sẽ có cái quặng vàng là gần như chắc chắn là sẽ có vài map có. Ví dụ như nick này, nay test cụ thể nick này thì mình đang test ở đây, anh chủ nick bảo farm cái map này thì mình theo nhu cầu thôi, mình nghĩ là farm map nào cũng thế thôi, cũng chả khác nhau mấy đâu. Nhưng tuy nhiên miễn sao nó có danh hiệu thêm là được rồi. Đây farm một cái map hội quán BD. Đây farm map dưới này. Đâu nhỉ? Dưới nữa. Thế bây giờ bạn không cần quan tâm cái map đấy cũ ấy được bao nhiêu kinh nghiệm, là không cần quan tâm nhé. Đấy bạn đã mắc cấp rồi. Đây ví dụ farm con Ivan này, đây thấy được một cái danh hiệu đây. Được quặng này, được đồ này, được cái này thì thực ra không nên được. Cái này toàn vứt đi thôi. Nhưng mà thôi lỡ ra là ra. Và được cái danh hiệu kỹ sư công thái học, đúng không? Tiếp tục ở đây được trái kinh nghiệm. Phía dưới này nữa, ở đây được linh hồn biển cả, mà thường các bạn tầm top này chắc mắc cấp Overlord rồi. Được thêm cái mảnh tím và Rayleigh này, và được thêm mảnh dâu trắng không? Thì thường người ta farm như thế này để người ta tối ưu, thấy là cái lượng quà nhận được rất là nhiều, không? Thế thì người ta hàng thêm farm cái mắc cấp. Nhưng áp dụng cho những bạn nào mà kiểu mắc cấp rồi thôi. Còn bạn nào chưa mắc cấp thì cố cho mắc cấp đã, xong rồi quay xuống farm sau, đúng không? Nhưng mà còn bạn nào mắc cấp rồi thường sẽ chọn những map kiểu này. Hoặc là dưới thấp nữa cũng nhiều map khác cũng có lắm, chẳng qua mình không nhớ tên thôi, chứ còn mình nhớ mang máng nhiều map lắm. Tại vì nhớ có một số cái map ở tầm cái map ở tầm cái chỗ Marineford ấy. Tầm Marineford có một số cái map cũng có. Nhưng mà đây mình không liệt kê, mình chỉ nói với bạn ý là sẽ có những cái map như vậy để bạn biết lối bạn căn. Còn thường thì bạn thường thì farm bừa một map ấy mà. Tầm mấy cái map ở dưới này thường sẽ có, thì mình không nhớ chính xác là map nào. Mình nhớ cái map gì ở tầm thậm chí ở cái map gì có man sẽ lăn cũng có. Nói chung là có nhiều map có lắm nhá. Dù cái map nào nhỉ? Hình như cái map này như có sao nhỉ? Đây, map này cũng có lãnh chúa hắc ám. Đây rất nhiều map nó có nhá, nhưng mà qua mình không nhớ hết. Nói chung là sẽ có một số cái loại quặng sẽ không có nhá, thì bạn phải chịu khó đi dò nhá. Mình ở đây mình không liệt kê, nhưng mình nhớ trong các loại quặng sẽ có quặng không có danh hiệu đâu, còn chỉ biết chắc chắn là cái quặng vàng sẽ có. Bạn yên tâm là quặng vàng sẽ có, và thường người ta hay farm quặng vàng thôi, chứ mấy quặng kia chắc người ta chả farm mấy.
để bạn lưu ý vậy, để bạn chơi cho hợp lý nhé. Thực ra mình lười mình không check lại, thực ra nếu mà check thì mình biết thôi. Nếu bạn tự dò nhé thì mình gợi ý cho bạn là trong cái map có số map sẽ có danh hiệu để bạn biết lối và xử lý. Còn bạn đừng quan tâm là cái map nào là map chuẩn nhất, tại vì thực ra mình thấy nó như nhau thôi. Còn bạn tiện map nào bạn farm map đó, chẳng có để ý sao tối ưu lượng quà. Đấy, thì đó là một số cái lưu ý nhỏ nhỏ của mình trong cái chỗ sự kiện Tết lần này thôi. Còn vấn đề như kiểu là bây giờ hay hỏi mình câu chuyện là thế thì lấy về thì đổi vật phẩm gì? Thì nói thật cái đấy là tùy xem các bạn thiếu cái gì, chứ không thể nói câu chuyện cụ thể bạn đổi cái gì được, không nhỉ? Có người thiếu pet người ta đổi pet, có người thiếu cái vật phẩm gì đó, thiếu đồ phổ người ta đổi đồ phổ, thiếu cái gì đó người ta đổi cái đó, đúng không? Thậm chí một số bạn chơi free thì có thể bạn đổi haki, đúng không? Thì nó tùy xem là bạn thiếu cái gì bạn đổi thôi. Chứ bây giờ cứ hỏi bây giờ bằng vầy thì lấy cái gì ngon nhất thì thực sự chẳng có gì là ngon nhất cả, đúng không nhỉ? Mỗi nick mỗi kiểu và xem bạn nhu cầu bạn là cái gì bạn chọn thôi. Chủ yếu là chỉ bạn là cái tỷ lệ như vậy để bạn biết ước lượng xem là có chơi được sự kiện đặc biệt hay không, đúng không? Mình cho bạn biết cái tỷ lệ của ấy được cái hộp quà, xem là farm lực được bao nhiêu hộp quà. Tại vì thường bên 568 gần như chắc chắn các bạn sẽ tích lực rất lâu rồi. Còn bạn nào không tích lực chắc cũng chả ai chơi bằng chay và chiến mấy đâu. Tất nhiên là sẽ có top chơi đấy, nhưng mà sẽ ít. Đa phần các bạn sẽ chơi lực ở chính thôi. Nhưng đây là các bạn phải chú ý như vậy để mình cho bạn biết cái tỷ lệ nó khoảng tầm đấy để bạn ước lượng. Và vẫn theo quan điểm của mình ấy, ví dụ mình bỏ 1000 lực được một hộp thì bạn cứ cho lên khoảng tầm 1200-1300 lực một hộp đi cho chắc ăn. Thì không may lúc đấy sai số đinh tinh nó rơi xuống là vừa, đúng nhỉ? Chứ bạn đừng thấy mình bỏ 1000 lực một hộp, bạn ấy bảo coi như bạn may mắn 900 lực một hộp đi, còn coi như tự động viên mình sẽ đủ ấy, thì đôi khi lúc bạn chơi thực tế bạn xả lực ra rồi ấy, nó không được như kỳ vọng, bạn sẽ thất vọng, đúng không nhỉ? Thì bạn nên để cho sai số lớn hơn tí. Còn đây mình cho bạn xem số liệu thực tế mình farm 11k lực của nick này thôi. Cứ biết đâu 11k lực sau farm với đen thì sao, không nhỉ? Mình không để biết được cái vận may có đến hay không, nhưng mà mình cho bạn xem cái số trung bình như vậy để bạn hình dung thôi. Thì nói chung là cũng chúc bạn là đổi thưởng thành công, kiếm những vật phẩm bạn mong muốn trong cái chuỗi sự kiện Tết này. Còn nói chung là hiện tại thì nick này vẫn đang tiếp tục xả thêm lực, tại vì mình bảo con Lâm mượn về quay ô đen thứ tinh tinh các bạn xem cơ mà. Thành ra nói chung là lực này chỉ mình test trước 11k lực đầu tiên để mình check cho bạn cái tỷ lệ bạn hình dung thôi. Còn cái vấn đề sau farm tiếp thì nó rất là mất thời gian, mình sẽ không thống kê làm gì. Thì cho bạn xem qua, mình nghĩ là check số liệu của 11k lực là cũng khá là tương đối chuẩn rồi. Chứ còn bây giờ nếu bị sai số chỉ do nhập hành thay đổi tỷ lệ thôi, chứ còn nếu không thay đổi tỷ lệ nó chỉ na ná như vậy thôi, thì mình sẽ hy vọng sẽ hữu ích cho bạn quá trình bạn chơi game. Còn video mang tính chất là cho bạn xem tỷ lệ nên nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nó chỉ liên quan đến tỷ lệ và số lời khuyên nho nhỏ các bạn chơi sự kiện thôi, thì mong sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình bạn chơi game. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây, chúc các bạn chơi sự kiện thành công. Bây giờ xin chào, hẹn lại bạn các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.